Thì cái bài học hôm nay nó sẽ rất là hay chia sẻ cho mọi người về một cái sản phẩm rất là tuyệt vời ạ. Đó là hai cái sản phẩm mà chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay, đó là cái sản phẩm gọi là cái bộ dầu gội ngũ bàng, và một cái sản phẩm nữa là cái sản phẩm là cái dầu gội phủ đen tóc, đúng không ạ? Thì thực sự là hai cái sản phẩm này rất rất là gọi là cần thiết cho tất cả chúng ta, bởi vì ai cũng có cái nhu cầu về mái tóc, và ông bà ta nói rằng là cái răng cái tóc là gốc con người, đúng không? Nên nó rất là quan trọng, bởi vì nó là cái hình ảnh đầu tiên mà mọi người có thể nhìn thấy và đánh giá chúng ta. Và cũng xin phép được chia sẻ về cái sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên là xin được nói về cái sản phẩm dầu gội ngũ bàng nha mọi người. Đây là một cái sản phẩm rất rất là tuyệt vời luôn, bởi vì nó là một cái dòng sản phẩm hầu như là chúng ta có thể sử dụng hàng ngày đó, và nó đem đến những cái công dụng vô cùng tuyệt vời đó. Rồi nói về cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhắc về cái nguồn gốc của nó là được sản xuất tại nhà máy dược mỹ phẩm ở Ba Lan và đạt cái tiêu chuẩn của châu Âu, với một cái công nghệ độc quyền có thể giúp cho cái sản phẩm có thể là giảm ngưng gãy rụng tóc chỉ trong vòng 1 tuần. Cái công nghệ này rất rất là đặc biệt nha mọi người, và rất là ít có cái sản phẩm nào có được cái công nghệ này, và thành phần của nó là 100% tự nhiên an toàn với hơn 30 chiết xuất từ những loại thảo dược thiên nhiên, và đặc biệt nhất là cái chiết xuất từ cái cây ngũ bàng. Đây là một cái thành phần được ứng dụng rất là nhiều trong da liễu, bởi vì bản thân cái cây ngũ bàng này á, nó có một tính chất là kháng viêm, kháng khuẩn, diệt nấm, diệt gầu, cho nên là sử dụng rất tốt cho những người bị gầu ngứa, thậm chí là những người bị vẩy nến hoặc viêm da tiết bã thì đều có thể ứng dụng cái dầu gội ngũ bàng này trong cái việc là sử dụng cho cái tóc của mình. Đặc biệt là cái serum xịt tóc nha mọi người, nó có chứa tinh dầu ngũ bàng rất là cao, và ngoài ra nó còn có chứa những cái loại thành phần như là hà thủ ô, giúp chúng ta ngăn ngừa cái tình trạng bạc tóc sớm đó, cỏ ba lá hoặc là cỏ đinh lăng, và cuối cùng là cái phức hợp incentive. Đây là một cái phức hợp độc quyền của bộ dầu gội ngũ bàng, nó có tác dụng là giảm gãy rụng tóc chỉ trong vòng 1 tuần và kích thích mọc tóc từ 1 đến 3 tháng là nhờ cái phức hợp này. Và quan trọng hơn nữa là cái bộ dầu gội này đã được bán tại rất nhiều các nước trên châu Âu, và châu Âu là một cái quốc gia mà nó có những tiêu chuẩn chất lượng vô cùng khắt khe và nghiêm ngặt, cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái bộ dầu gội này thì chúng ta vô cùng gọi là an tâm về chất lượng của nó, không có hại đến sức khỏe, cũng giống như là nó rất an toàn so với những cái loại dầu gội hóa chất bên ngoài thị trường. Chúng ta biết rồi, những hóa chất thì chúng ta sử dụng lâu ngày nó sẽ đi vào da của chúng ta và có thể gây ung thư, bởi vì da người, da đầu, da tóc và nói chung là da của chúng ta là một trong những cái nơi mà chất độc nó đi vào trong cơ thể, đúng không ạ? Thì con người chúng ta là một cái cỗ máy mà hoàn hảo nhất vũ trụ rồi. Thì chất độc đi vào đâu? Nó đi vào da, vào vào cái lỗ mũi của mình là qua cái đường hít thở và qua cái đường ăn uống. Đó. Thì nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại mà nó có chứa hóa chất nhiều thì lâu ngày nó sẽ ngấm vào trong cơ thể của mình, nó sẽ gây nên tình trạng ung thư. Cho nên cái sản phẩm này rất an toàn cho chúng ta thực sự hàng ngày, và thậm chí nó còn có tác dụng là loại bỏ những cái độc tố mà chúng ta tiếp cận qua cái làn, qua cái da đầu hoặc cái tóc của chúng ta nha mọi người. Cho nên là chúng ta sẽ nhớ được cái công dụng đặc biệt của nó là giảm gãy rụng tóc chỉ trong vòng 1 tuần là nhờ cái phức hợp BH Incentive đó, và kích thích mọc tóc từ 2 đến 3, 2 đến 4 tháng. Tại sao có những người sử dụng là chỉ 1 tháng là mọc tóc? Đó là chúng ta có thể tăng cái lần mà chúng ta xịt cái serum lên da đầu thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian mọc tóc của chúng ta. Thì theo cái hướng dẫn của bên nhà máy á, thì họ nói chúng ta là một ngày chúng ta xịt 1 lần, đúng không ạ? Thì 2 đến 4 tháng chúng ta mọc tóc. Nhưng mà có rất là nhiều anh chị là mình nôn mọc tóc nhanh á, thì các anh chị nó xịt nhiều hơn, thì sau 1 tháng tóc đã mọc đó. Cho nên là chúng ta có một cái bí quyết rằng là nếu mà chúng ta muốn tóc mọc nhanh hơn, chúng ta có thể cầm theo cái chai serum đó, theo ở trong cái giỏ sách mọi người, cái chai rất là gọn thôi, và những lúc nghỉ ngơi, những lúc thư giãn trong khi làm việc, chúng ta có thể xịt lên da đầu và chúng ta massage
thì nó sẽ tăng nhanh cái thời gian mà rút ngắn lại cái thời gian mọc tóc của chúng ta. Rồi nó giúp nuôi dưỡng cái nang tóc từ sâu bên trong. Cho nên là những ai mà tóc bị yếu nha, tóc bị yếu nè, tóc bị thưa nè, thậm chí những ai bị hói đầu mà muốn giữ lại những cái cọng tóc còn sót lại thì nên sử dụng cái bộ sản phẩm này. Tất nhiên là hói đầu thì nó sẽ không kích thích mọc tóc lại được rồi, bởi vì khi hói đầu là nó mất luôn cái nang tóc. Mà một khi cái nang tóc bị mất thì nó sẽ không mọc lại được. À, cho nên là những ai mà tóc bị yếu nè, tóc dễ bị rụng nè, hoặc là tóc bị hói thì nên, càng nên sử dụng cái bộ sản phẩm Ngưu Bàn để làm gì? Để giúp nuôi dưỡng và giữ lại những cọng tóc còn quý giá còn lại trên đầu của chúng ta nha. Và một cái điểm nữa là vì sao hôm nay chúng ta có hai cái sản phẩm link với nhau là cái bộ dầu gội Ngưu Bàn và cái dầu gội phủ bạc Aloha. Bởi vì một trong những cái tình trạng mà gây hói đầu á, ngoài cái yếu tố di truyền ra thì còn yếu tố nữa là gì? Là các cái anh chị, các cái cô chú lớn tuổi thường hay là làm gì? Nhổ tóc sâu đúng không? Rất thích nhổ tóc ngứa. Đó. Như mẹ của ngày trước nè, là cứ bắt nhổ tóc ngứa, nhổ tóc bạc miết, ngày nào cũng phải bắt nhổ tóc bạc. Tại nhìn nó bị ngứa, ngứa cái đầu và nhìn thấy không thích đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nhổ cái cọng tóc bạc đó 25 lần thì xem như là tóc, cái nang tóc nó chết mà nó không mọc lên được nữa, vì một cái nang tóc nó chỉ sống được có 25 lần mọc mà thôi. Và một lần như vậy nó sẽ duy trì được 3 đến 5 năm cho một cái cọng tóc của mình. Mà chúng ta nhổ mất cái chân tóc đi 25 lần thì cái chỗ nó không mọc lên được nữa, và nó sẽ gây nên cái tình trạng hói đầu ở những cái người mà lớn tuổi do nhổ tóc bạc quá nhiều. Đó, thì cho nên là chúng ta sử dụng cái dầu gội phủ bạc và chúng ta sử dụng cái bộ Ngưu Bàn này để giúp nuôi dưỡng cái chân tóc từ sau bên trong, để giúp hạn chế cái tình trạng gãy rụng và giữ lại những cọng tóc quý giá còn sót lại cho chúng ta nha. Và nó giúp ngăn ngừa rụng tóc. Rồi, do gì? Rụng tóc do bị gầu, ngứa nè, hay là bị viêm da tiết bã, hoặc là bị vẩy nến nè. Thì nó có tính chất kháng viêm, giảm gầu ngứa nha. Cho nên những anh chị nào mà bị gầu, bị ngứa thì sử dụng cái bộ dầu gội Ngưu Bàn này cực kỳ tốt. Còn riêng với tình trạng mà vẩy nến hoặc viêm da tiết bã thì nó hỗ trợ cho mọi người. Và chúng ta phải sử dụng thêm thuốc. Và cuối cùng là nó làm sạch sâu da đầu và tóc, giúp loại bỏ những loại hóa chất mà chúng ta sử dụng hàng ngày bởi những cái loại mà dầu gội có chứa hóa chất bên ngoài thị trường từ xưa đến giờ. Nó tích trữ ở trên da đầu của mình, trong tóc của mình. Nó loại bỏ sạch sâu những cái loại hóa chất đó. Thì đó là 6 cái tính năng đặc biệt của bộ dầu gội Ngưu Bàn. Và cái khách hàng tiềm năng trên thị trường của bộ dầu gội Ngưu Bàn này thì sao ạ? Nó cực kỳ lớn đó mọi người. À, nhóm thứ nhất là nhóm những người chưa có nguy cơ về rụng tóc, nhưng mà họ rất quan tâm đến mái tóc của mình. Họ cảm nhận được là tóc của tôi rất là mỏng, rất là yếu. Tôi sợ là sau này tôi sẽ bị rụng. Giống như những người thân trong gia đình chẳng hạn, những cái cô chú ông bà lớn tuổi trong gia đình tôi là bị rụng tóc rất là nhiều. Và hiện tại tôi chưa bị rụng đó, nhưng mà tóc tôi rất mỏng, rất yếu, và tôi có nhu cầu sử dụng để phòng ngừa. Hoặc là những cái người mà lo sợ bị ung thư, như nãy là cái em gái mà chia sẻ về cái bộ phủ bạc Aloha, sợ ra ngoài nhuộm tóc vì sợ hóa chất ung thư. Thì những cái người rất sợ những loại hóa chất như vậy, họ sẽ đặc biệt quan tâm tìm kiếm những loại dầu gội thiên nhiên an toàn để mà sử dụng cho mình. Và đặc biệt là cái bộ gội Ngưu Bàn này nó đã đạt cái tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu và sản xuất tại Ba Lan nữa. Rất là tuyệt vời luôn. Đó. Thì rất là an toàn, cho nên là đây một tiểu khách hàng vô cùng lớn. Và họ luôn có những cái muốn ngăn ngừa những cái điều không tốt đẹp cho cuộc sống của họ trước khi nó xảy ra. Thì nhóm khách hàng này rất lớn nha. Thứ hai là nhóm những người có nguy cơ. Họ biết họ nằm trong cái nhóm nguy cơ. Có thể bây giờ tình trạng họ chưa có rụng tóc nhiều, nhưng họ biết họ nằm trong nhóm nguy cơ là những nhóm nào? Các cái bạn trẻ thường xuyên là thay đổi màu tóc theo trend. Nhóm Gen Z bây giờ thay đổi màu tóc liên tục, cứ tháng là đổi màu tóc một lần, dụi tóc rồi uống tóc các kiểu như vậy. Thì với những cái người mà thường xuyên như vậy thì tóc rất dễ gãy rụng. Thì đây là một nhóm hàng khách hàng rất lớn nha mọi người. Thứ hai là những người có sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức khuya, stress, căng thẳng, là những người rất dễ bị rụng tóc, rất dễ bị gọi là tóc nó bị yếu đi. Thứ ba nữa là những cái tình trạng ô nhiễm môi trường và hóa chất. Đó.
ô nhiễm môi trường và hóa chất nó cũng làm cho tóc của mình gãy rụng rất là nhiều. Thì đây là một cái nhóm người có nguy cơ và chiếm một cái gọi là cái phân khúc rất là lớn. Và đặc biệt nhất, theo thông tin mới nhất của Việt Nam mình, bây giờ bắt đầu tiêm mũi thứ tư COVID rồi. Tất cả những ai không tiêm mũi thứ tư phải làm một bản cam kết là có vấn đề gì là sẽ có những cái tác động đó. Bắt buộc phải làm cam kết nếu không muốn tiêm mũi thứ tư. Mà chúng ta biết rồi, cái đợt vừa rồi là ai tiêm mũi thứ ba xong là tóc rụng như mưa. Bây giờ tiêm tới mũi thứ tư thì sao? Mọi người cứ nghĩ là giờ hết hết COVID rồi, hết tiêm là không có đâu. Bây giờ nhà nước quy định mũi thứ tư bắt đầu sắp sửa tiêm. Ai không tiêm bắt buộc phải làm cam kết. Có vấn đề gì nắm đầu của người đó đó. Ai không dám tiêm thì bắt đầu mũi thứ tư nó sẽ tới. Thì lại tiếp tục chúng ta lại có được một cái đối tượng rất lớn nha. Và cuối cùng là cái nhóm đang ở trong cái nguy cơ là phụ nữ sau sinh, rối loạn nội tiết tố, bị trầm cảm, rối loạn nội tiết là rụng tóc rất nhiều luôn. Thì nhóm này rất là lớn nha mọi người, nhóm khách hàng rất là lớn luôn. Rồi phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, giai đoạn này thì các cô các dì thì sẽ rụng tóc rất nhiều, thậm chí không chỉ là tóc đâu mà còn là làn da nè, vóc dáng nè, tâm lý nè, sinh lý nè, ngoại hình ảnh hưởng cực kỳ nhiều luôn. Và nhóm khách hàng này lớn mà, rất lớn. Và một cái nhóm nữa là không phải các cô các dì mà là các chú, nhưng mà đến cái độ tuổi bắt đầu lão hóa, từ 45 tuổi trở lên là các chú các cậu cũng sẽ bị rụng tóc. Thì lại là một nhóm đối tượng khách hàng rất cực kỳ lớn luôn. Và cuối cùng là những người mắc những cái bệnh lý, họ đang phải gọi là điều trị bệnh thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện rụng tóc. Thì chúng ta có ba nhóm khách hàng chính. Một là nhóm chưa có cái nguy cơ nhưng họ có nhu cầu bảo vệ. Thứ hai là nhóm đang nằm trong nguy cơ và họ chủ động phòng ngừa. Và cuối cùng là nhóm đang có những nguy cơ rụng tóc. Thì ba nhóm này là nó phủ kín thị trường của mình đó. Và giải pháp cho từng nhóm là như thế nào? Tại sao phải nói là cái bộ ngũ bài này nó là một cái sản phẩm phễu? Bởi vì từ một cái bộ dầu gội chúng ta có thể liên kết với rất nhiều cái sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh của Phú Thái, hoặc là chúng ta đang kinh doanh của The Ruby luôn nha mọi người, chứ không chỉ là Phú Thái không đó. Bởi vì từ cái bộ dầu gội này chúng ta giới thiệu cho những cái cô, những cái gì bị rối loạn nội tiết sau sinh hay là bị mãn kinh đi, thì chúng ta có thể kết hợp thêm gì thêm cái sản phẩm EboShop của Phú Thái, hoặc là thêm những loại vitamin khoáng chất nào đó trên kệ The Ruby của chúng ta đang có, mà nó hỗ trợ cho những cái cô, những cái gì này giúp cho vẻ đẹp của họ được giữ gìn tốt hơn, đúng không ạ? Đó. Thì những cái cô, những cái dục như lớn tuổi này sẽ có nhiều nguy cơ gì nữa, bị sạm, bị nám, là chúng ta lại có thể bán thêm cái sản phẩm Nilosis Ray, hoặc là những sản phẩm kem dưỡng thoa trị nám đó. Cho nên từ một cái sản phẩm phễu chúng ta có thể liên kết bán thêm những sản phẩm khác rất là tốt. Hoặc là những khách hàng bị bệnh lý đi, thì bệnh lý họ bị rụng tóc, thì chúng ta có thể bán thêm cái sản phẩm Nilosis Ray để giúp thanh lọc độc tố, những loại thuốc, và bán thêm những loại vitamin khoáng chất, những cái loại phục hồi khác ở trên kệ The Ruby chúng ta có. Hay với những người lạm dụng những hóa chất tẩy nhuộm tóc thì chúng ta có thể bán cái bộ sản phẩm ngũ bàn và bán thêm những cái bộ về Nilosis Ray hoặc những cái vitamin khoáng chất giúp cho cơ thể của họ khỏe mạnh hơn. Hoặc là những cái người bị do thói quen sinh hoạt nè, thiếu dinh dưỡng, ăn uống không đầy đủ dưỡng chất mà bị rụng tóc đi, thì ngoài cái gọi là bộ dầu gội ngũ bàn thì có thể là liên kết thêm Nilosis Ray, các vitamin khoáng chất cung cấp cái dưỡng chất, hay là những sản phẩm mà đào thải độc tố trong cơ thể của khách hàng của mình. Đó, đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời nha mọi người. Và sản phẩm nó gồm có ba bộ sản phẩm, gồm có ba sản phẩm là dầu gội, dầu xả và serum. Và để sản phẩm phát huy được tối đa cái tác dụng của nó thì chúng ta nên sử dụng trọn bộ, nhất là những chị mà tóc dài tới vai hoặc qua vai là cần phải sử dụng dầu xả, bởi vì nó giúp nuôi dưỡng cái phần thân tóc đến cái đuôi tóc của mình. Còn với những anh tóc ngắn, tóc tém như bộ chẳng hạn đi, thì chúng ta có thể bỏ bước dầu xả mà chúng ta chỉ cần sử dụng dầu gội và serum. Vì tại sao? Vì qua một cái quá trình mà rất nhiều anh chị em bán cái bộ sản phẩm này và trải nghiệm thì có đưa lại những cái phản hồi là tóc tôi gọi xong bị khô sơ, hay là bị gọi là bị gầu ngứa nè các kiểu. Thì làm sao? Là thứ nhất là do chúng ta sử dụng chưa có đúng. Với cái dầu gội này là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm ướt tóc, hòa tan
cái dầu gội với nước theo tỷ lệ 1:1, sau đó chúng ta mới cho lên tóc và chúng ta massage bằng đầu ngón tay nha mọi người, chứ không bằng cái móng tay mà chúng ta cào lên cái da đầu được mà. À, mà khi chúng ta dùng móng tay chúng ta cào lên cái da đầu thì nó sẽ bị trầy xước và nó sẽ bị làm gì, nó sẽ bị ngứa và dễ bị gồng. Và đặc biệt trước khi mà chúng ta sử dụng cái eyebrow hair thì chúng ta nên gội đầu trước 1 ngày đó, thì qua ngày sau hoặc là 2 ngày sau đó chúng ta mới mà sử dụng cái bộ dầu gội phủ bạc, bởi vì sao, nó sẽ không có làm cho cái da đầu mình bị tổn thương. Vì rất nhiều người thói quen là gội đầu là dùng móng tay gãi nó sẽ bị trầy, ít ai dùng cái đầu móng tay để massage lắm đó. Thì chúng ta sử dụng như vậy thì nó sẽ, tóc nó sẽ không bị khô sơ. Khi chúng ta cho trực tiếp cái dầu gội lên da đầu là tóc rất dễ bị khô sơ nha mọi người. Thứ hai là cái kem xả là chúng ta không cho trực tiếp lên da đầu, nó sẽ gây gầu ngứa, mà phải cho kem xả cách cái da đầu 2 cm, có nghĩa là từ cái phần thân tóc trở xuống. Và chúng ta làm sao, chúng ta ủ trên tóc của mình tầm 4-5 phút sau cho chúng ta xả sạch. Và cuối cùng sau khi xả sạch tóc xong thì chúng ta thấm khô với là khăn. Chúng ta không dùng cái khăn mà chà cái đầu của mình nha, mà chúng ta nên quấn cái khăn lên đầu chúng ta để cho cái nước nó thấm vô cái khăn. Và nên sử dụng những loại khăn mà nó mềm, nó không có cứng, và thấm ướt hết cái nước trên tóc của mình. Sau đó chúng ta sấy khô bằng hơi gió nha mọi người, hoặc là nếu chúng ta dùng máy sấy thì dùng chế độ sấy mát, không dùng nhiệt, hoặc là dùng cái gió quạt để làm gì, để cho nó khô tự nhiên mà nó không ảnh hưởng tới cái tóc của mình. Và khi mà cái tóc chúng ta nó khô rồi, nó còn một ít ẩm ẩm ở cái phần da đầu đó, thì chúng ta xịt trực tiếp cái serum này lên cái chân tóc và da đầu, và chúng ta massage nhẹ nhàng, cũng bằng cái đầu móng tay, không dùng móng tay, đầu ngón tay, để chúng ta massage nhẹ nhàng để nó thẩm thấu vào và trong da đầu và nang tóc của mình, để giúp nuôi dưỡng và kích thích mọc tóc. Và những ai muốn thời gian mọc tóc nó ngắn lại, nó nhanh hơn, thì chúng ta có thể xịt thêm 3-4 lần trong 1 ngày, đem theo đi làm, nếu rảnh rỗi chúng ta xịt và chúng ta massage thì nó sẽ tăng nhanh cái thời gian mọc tóc lên đó. Còn cái tình trạng mà khô sơ sau khi mà sử dụng dầu gội đúng cách thì đó là sao ạ? Bởi vì những cái loại dầu gội hóa chất công nghiệp mà chúng ta sử dụng trước đây nó có chứa những loại mà silicone hoặc paraben, cho nên là nó bao bọc cái mái tóc của mình, bao bọc cái cọng tóc của mình, nó làm cho mình cọng tóc mình có cảm giác là mướt mềm mịn, nhưng mà thực sự là nó rất là hại cho tóc. Còn cái bộ dầu gội ngũ bàng này nó giúp làm sao ạ? Loại bỏ sạch những cái hóa chất đó, thì nó làm cho cọng tóc của mình nó trở về cái trạng thái ban đầu của tóc. Cho nên chúng ta cảm thấy nó khô, không phải nó khô đâu, nó là cọng tóc thật của mình, không có hóa chất bọc lên. Rồi, thứ hai là tóc chậm phục hồi, là có thể là do cái nang tóc của mình nhổ nhiều quá hoặc nó bị suy yếu nhiều quá. Thì ngoài cái chuyện chúng ta sử dụng bồ dầu gội, chúng ta có thể uống thêm những cái viên mà nó hỗ trợ cho mọc tóc, thì sẽ nhanh cái thời gian mọc tóc hơn đó. Rồi cái cảm giác ngứa râm ran sau tầm 2-4 tuần có thể là do những cọng tóc con nó mọc lên, nó cảm giác cho mình bị ngứa thôi. Nó hơi bị ngứa trên da đầu là do những cái nang tóc bắt đầu nó mọc lên, nó mọc nhanh quá thì nó cảm giác nó hơi bị ngứa da đầu một tí xíu. Sử dụng dầu gầu là do sử dụng sai cách nha, do mình gãi hoặc là cho dầu xả lên. Rồi hiện tượng rụng tóc trong tuần đầu có thể là quá trình loại bỏ những cọng tóc yếu đi. Và khi mà tóc bị bết là do mình, thứ nhất là mình không có làm ướt tóc của mình kỹ nè, là mình không có tạo bọt trước, hoặc mình không có pha cái dầu gội đó trước, và mình sử dụng quá ít dầu gội, hoặc là mình sử dụng serum nó sai cách, là mình xịt lên tóc chứ không mình không xịt lên da đầu, thì tóc mình sẽ bị bết nha. Serum là mình xịt trực tiếp lên da đầu và nang tóc đó. Đó là tất cả những cái sản những gì về cái sản phẩm ngũ bàng.